Yo, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với Top Mobile Games. Mà chúng ta sẽ review về một tiền đạo đang có phong độ rất là tốt trong màu áo của Leicester City, đó chính là Iheanacho. Iheanacho phiên bản này của chúng ta là phiên bản Play of the Week trong cái tuần mà Leicester City thi đấu với Sheffield United và Iheanacho ghi được một hat trick. Và cũng cuối tuần vừa rồi chúng ta có trận đấu của Leicester Manchester United trong cái khuôn khổ của FA Cup thì Iheanacho cũng thể hiện rất là tốt trong cái trận đấu đấy. Tuy nhiên này, cái trận đấu đấy không liên quan gì lắm đến cái phiên bản này. Thực ra thì trong cái phiên bản này chúng ta được buff khá nhiều chỉ số về tốc độ cũng như là khả năng dứt điểm của Iheanacho. 92 nhận thức tấn công khá là cao và cái khả năng về dây bóng khá là chắc chân của Iheanacho trong cái tuần này. Chỉ số truyền cho mình đánh giá là nó cũng hơn một vài các cái tiền đạo đẳng cấp đấy. Tuy nhiên thì với cái bộ chỉ số này thì mình nghĩ là khá là ok, phù hợp một tiền đạo cỡ của Iheanacho sau khi được buff. Cái khả năng dứt điểm 89 khá ổn. Tuy nhiên cái mà chúng ta thấy sự bất lợi đó chính là khả năng về sút chân không thuận của Iheanacho. Chủ yếu là chúng ta sút chân trái nó sẽ đóng căng hơn và chuyền vào chân trái nó sẽ chính xác hơn chân phải. Ok, ngoài ra thì cái điểm đặc biệt nữa của Iheanacho chính là khả năng về tốc độ và lực sút khá là cao. Cái physical contact, khả năng tỉ đè và balance cũng khá là cao với một tiền đạo như thế này. Thì đánh giá chung về Iheanacho, chúng ta có một tiền đạo khá là bén trong khả năng về tấn công và ghi bàn. Những cái pha vượt 1-2 thực ra cũng hơi khó khăn một chút. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta giữ bóng cùng Iheanacho tăng tốc và chọn vị trí dứt điểm thì nó sẽ hợp lý hơn nhiều so với việc phối hợp 1-2. Thì có một vài cái skill dành cho Iheanacho là cái skill về long range shooting này, first time shot rất là quan trọng. Ngoài ra chúng ta cũng có cả through passing cũng khá là ổn để chúng ta có thể chuyền trong khe. Trong khe thôi nhé, còn 3-1-1-2 mình nghĩ sẽ hơi khó khăn cùng với Iheanacho một chút xíu đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào ngay các cái trận đấu cùng với Iheanacho nhé. Let's go. Ok, Iheanacho phong độ trong tuần này là A nên là anh em đã thấy là chúng ta có cái phong độ rất tốt khi vào trong game. Genicio và Hulit sẽ đá tiền đạo của team bạn. Ok, vô đi, let's go. Iheanacho trong phiên bản này thì mình thấy đã được buff khá nhiều chỉ số về tốc độ và dứt điểm. Về khả năng giữ bóng trong chân cũng khá là chắc chắn. Với một cái cầu thủ tiền đạo có cái chiều cao cũng không phải thuộc dạng là quá thấp như thế này, thì cái việc anh em che chắn kết hợp với những cái skill của khả năng về tỉ đè và balance khá là khó để có thể đẩy được Iheanacho. Ok, đọc nhầm thành sang Camavinga vì ông kia vừa đỡ bóng xong. Đó, ok này, lên này Müller. Ui, không có Müller Play of the Week, chúng ta chơi tạm bản base. Và bản base này đá nó cũng không được mượt cho lắm, cá nhân mình thấy là như vậy. Ok, xuống này Iheanacho thì chắc chắn là sẽ mạnh với những khả năng với những cái pha bóng về bứt tốc là thoát hậu vệ và cắt rất nhanh xuống dưới để nhận cái đường truyền chọc khe của các tiền vệ phía dưới này. Đấy là cái điểm của Iheanacho. Còn mình thấy là cái điểm về khả năng về phối hợp 1-2 thực sự cũng hơi khó khăn một chút. Thứ nhất là chúng ta không có cái skill là one touch pass cũng có thể add thêm được. Thứ hai là chúng ta cái bộ chỉ số về truyền cũng không hẳn thuộc dạng cao. Dùng Iheanacho để chọc khe thì ok, còn dùng Iheanacho để truyền ấy thì mình thấy lại nó hơi bị gượng chân một chút. Beckham, wow, hay vậy. Pha bóng khá là hợp lý, khá là có bài bản. Rồi Iheanacho thể hiện mình như nào? Cố lên anh ơi, lên này. Thêm một cái nữa mình thấy là khả năng về chạy chỗ của Iheanacho, chọn vị trí, chọn vị trí rất là thông minh. Chắc là có một cái bộ chỉ số về nhận thức tấn công cũng không phải thuộc dạng thấp, là cái việc chọn vị trí nó thoát xuống khá là nhanh nhẹn. Ít nhất là trong cái tuần này chúng ta vẫn có một cầu thủ tiền đạo rất là bén và rất dễ để chúng ta có thể cho vào những cái đội hình chính như thế này. Ok, ok, team bạn đây rồi, Messi. Làm gì với Messi ơi? Team bạn đạo khá bài bản, nói chung là Genicio là những cái chiến thuật đã đá rất là bài bản rồi, rất nhiều người chơi rồi. Ok, Iheanacho chuyển trong khe thì khá là vừa tầm với cái hướng di chuyển của Ronaldo. Đó, chúng ta có sự trợ giúp của những cái chỉ số về truyền. Có Messi hay đấy. Và cái skill về through passing nữa, anh em trong khe cũng rất là dễ dàng cùng với Iheanacho. Đó, 3-1-2 thì mình cũng test rồi, nó không ok cho lắm đâu. Cứ để trong khe hoặc là cho Iheanacho chạy chỗ là hợp lý. Dứt điểm ở chân trái khá căng, chân phải thì hơi bị tù một chút. Chân phải hơi kém, đá chân trái thôi. Đấy, chắc chắn là cũng sẽ là một cái điểm mà không tốt của Iheanacho. Đây rồi, đó, em thấy chạy chỗ cũng khá thông minh đấy chứ. Chuyển xuống, Müller, ui Müller, nhẹ thế. Quả chuyền cũng khá ngon rồi, khá là đặt trong cái tình huống đơn giản rồi, một dứt điểm hơi nhẹ. Ok,
Ok, Vieira này, lên này, xuống này, cánh này, rồi Tierney. Tierney, ui Tierney trong cái tuần này hơi khỏe luôn này. Ta vào, Ronaldo, ghi bàn khá dị. Lại nhớ đến cái một pha bàn thắng của Benzema trong cái tuần nào đấy chúng ta làm. À đúng rồi, BBC, Benzema cũng có một pha đánh gót khá diệu nghệ. Và hôm nay thì Ronaldo cũng như vậy. Rồi, hết hiệp 1 và chúng ta có một bàn thắng của Ronaldo. Garnacho vẫn chưa thấy đâu, nhưng mà hiệp 2 chúng ta sẽ tung Lacazette vào sân. Cái sự phối hợp giữa ba tiền đạo này có lẽ sẽ ăn khớp hơn so với việc chúng ta để Thomas Müller. Rồi, cố lên Garnacho ơi. Làm một cái pha bóng nào đó nó sáng sủa hơn một chút xem nào. Rồi đây là Tierney. Ok, Camavinga xuống này. Để lên cho có Garnacho luôn. Bật nhẹ rồi, hợp lý. Lacazette, ui Lacazette. Có đến đến đóng nhờ. Nhưng đóng nó sẽ hợp lý hơn, truyền thì nó lại bắt hết ngứa hướng rồi. Ok này, vô luận Luis Ampetu. Ui, không tìm được cái đầu của Garnacho hay là cái chân gì đó. Cho Tierney tạt xem nào, xem có độ xoáy nào không. Rồi, vào đây anh em ơi. Vô đi Ronaldo, ui. Ui, đập quả xa luôn kìa. Chán hẳn luôn. Tierney quả truyền cũng khá cong, ít cong ấy. Tierney tạt thì rất là cong rồi, mặc dù chỉ số cong không cao. Mình không biết tại sao luôn. Khá là dị. Rồi, ok, xin cảm ơn. Team bạn cuống thì mình xin thôi. Ok này. Đây rồi, Garnacho phối hợp cùng với Lacazette và Ronaldo. Đây, hợp lý. Lacazette, ok. Có lẽ là Lacazette, Ronaldo và Garnacho nó sẽ hợp lý hơn so với chúng ta để Thomas Müller. Ít nhiều thì Garnacho cũng có một pha chuyền bóng cũng khá là sáng dành cho Ronaldo. Để Ronaldo thể phối hợp cùng với Lacazette. Khá hay, ok. PP trong tuần này là A nên là cũng bắt được khá là tốt những cái tiền đạo. Đây rồi. Cánh được không? Ui, hơi khó nhở. Quả đấy bo vào khá chặt, không thể xử lý nhanh được. Messi làm gì? Rồi, thì bạn phản công đi rồi. Ui, mình tưởng thì bạn sẽ đẩy ra cánh đấy. Messi, ui. Tí xíu, khá là đáng sợ. Cái pha bóng này là cái pha bóng mà nó khá là đúng bài của team bạn rồi. Messi đá bên phải, Room đá chân trái. Room đá bên trái, Messi hay Room đều double touch được. Mà có thể tung ra những cái cú cớ lòng như vậy. Cái độ quặn rất là cao của cái pha bóng của Messi. Nên là chúng ta cũng rất là dễ bị ghi bàn. May mắn là không bị. Rất may mắn. Ok, bình tĩnh này. Hợp lý rồi, phản công luôn. Đây rồi, chạy đi. Ui, anh chuyển quả đấy hơi khó. Chuyển quả đấy hơi khó rồi Lacazette ơi. Lacazette mình dự đoán là có thể là cái tuần sau sẽ là phong độ A. Trận đấu vừa rồi cũng khá là cháy. Mặc dù là West Ham đập ba trái mà Lacazette thủ lĩnh tinh thần khá là cao. Beckham, wow, quả này hay đấy, quả này hay. Quả này đúng bài luôn. Beckham xuất hiện không biết chỗ nào luôn và đóng một cú chân trái khá là cháy. Ok, làm lại thôi, đơn giản. Có Garnacho thì lo gì. Đây rồi, cảnh quen thuộc rồi, với Sameto. Hợp lý, Garnacho chân trái. Rồi, ok. Ronaldo, yeah. Ronaldo trong tuần này có phong độ A này, nên là chọc chân vào rất nhanh những phong như vậy. Và đương nhiên rồi, Ronaldo thì khá là toàn diện rồi. Anh em rất là dễ đá rồi. Không cần phải nói nhiều luôn. Pha đấy ghi bàn thì mình nghĩ là cũng hơi vớ, nhưng mà với Ronaldo thì rất là dễ dàng rồi. Ok, Garnacho, thêm phát nữa anh ơi. Chạy đi Ronaldo này, dê nhẹ thôi này, đóng đi anh ơi. Ui, con này hơi chậm rồi, con này chậm quá. Xử lý nhanh hơn một chút nữa thì có lẽ sẽ ăn. Tiếc thật. Ok, lùi sang bên tội. Ui giời ơi, ra ngoài rồi. Không biết đây là video của Ronaldo hay là video của Garnacho nữa. Ronaldo lấy hết spotlight của Garnacho rồi. Rồi, lại phá bóng nữa, Lacazette. Garnacho, ui, con này không chạy được. Khó nhờ. Rồi, bắt đầu đi vào phản công rồi. Nào, những phút cuối cùng này chúng ta không nên lơ là nhá. Không nên lơ là. Được rồi, Neves chắc chắn là sẽ để vào giữa. Ok, bắt bài tốt rồi. Mình nghĩ là giành chiến thắng rồi đấy. Trận này thì nói chung là Garnacho đóng góp cho một vài những cái pha bóng phối hợp. Một vài pha bóng bứt tốc xuống nhưng mà chưa ghi được bàn. Trong trận đấu thứ hai chúng ta sẽ có những cái bàn thắng cùng với Garnacho. Let's go.
Ok, sang trận tiếp theo thì trong cái trận này thì nó chụp phong độ không quá cao, nhưng mà chúng ta có những cái vị trí khác thì phong độ khá ổn. Tin bạn có lẽ là một cái đội hình của Barcelona. Ho ho ho. Rồi, lên luôn nhỉ. Let's go, let's go. Vô đi anh ơi, vô đi, vô đi. Rồi, Messi rồi, ok. Iniesta, Busquets. Mình xin, ui, tí thì được. Hơi tiếc, hơi tiếc. Ok rồi, mình xin. Xin cảm ơn. Camavinga này đẩy xuống cho Vieira này. Thì bạn bắt bài cũng khá là kinh nghiệm chứ. Tierney này. Về thôi, cứ bình tĩnh thôi. Không có gì phải vội vàng trong cái trận đấu như thế này. Vờn tim bạn một tí cho nó đối lực đi. Xong chúng ta bắt đầu tấn công. Rồi, Ina trụ. Rồi, tỷ lệ khá tốt. Chuyền khá là ổn cho Muller. Ok, vẫn còn. Muller, xuống dưới được không? Ronaldo. Wow, Ter Stegen tỉnh táo vậy. Đúng ra đến sân đóng vào bên tay trái. Mình quen tay là sẽ cứa luôn vào bên tay phải. Nhưng mà đúng ra đến đánh đóng vào bên tay trái nó sẽ... Cơ hội ăn bàn nó sẽ dễ hơn khi mà Ter Stegen đang đứng ở bên tay bên kia rồi. Trời ơi. Đây rồi, may quá. Ok, Camavinga, ok, xuống trong Jimenez này. Thực ra, Iheanacho là một cái phiên bản khá là hiếm. Những cái phiên bản Play the Week như này khá là hiếm. Chúng ta cũng ít gặp được những cái phiên bản của Leicester City, bởi vì Leicester City hình như mới chỉ xuất hiện có một lần trong những cái club selection. Còn ngoài ra như mình nhớ không nhầm, có lẽ là thêm một lần của Play the Week à? Cái đấy không nhớ rõ, nhưng mà để rồi Iheanacho. Ôi bởi vì nhưng mà Iheanacho cũng là một cái tiền đạo có tốc độ rất là tốt rồi. Người ta cũng rất là dễ cho anh em đá. Những cái style của Iheanacho cũng như vậy. Cái style nó cũng rất là dễ đá. Thỉnh thoảng đổi gió một tí, phong độ ngon, phong độ A cho vào đá nó phiêu. Ok, là Luis Alberto này. Đẩy lên cho Navas. Navas trong tuần này vẫn rất phê, chạy rất phiêu. Ok, Iheanacho đường chuyến. Ui, Thomas Müller hơi thiếu tốc độ một chút xíu. Bản base thôi thì là đá nó cũng vẫn hơi gượng chân. Bản feature thì nó sẽ ngon hơn. Hơi tiếc. Pedro, hay quá. Không qua được hàng thủ cũng rất là chắc chắn. Chè hết cả người, không cho đi đâu cả. Rồi, cánh ngon rồi, cánh ngon, cánh ngon. Tierney và Vieira phối hợp. Tìm người. Tierney vẫn chạy rất căng. Rất tiếc anh ấy không truyền cho Ronaldo, nhưng chạy quá nhiều. Vẫn còn. Ui, không được rồi, chân hơi ngắn. Ok, Messi cũng vượt qua PP, nhưng đây là phong độ A, PP. Chứ không là phong độ C. Không dễ dàng gì để đánh được PP đâu. Ok, hợp lý rồi. Iheanacho, tốt. Chọc khách con này ăn luôn. Iheanacho. Ôi giời ơi. Iheanacho. Ronaldo, rất tiếc cho Iheanacho. Đúng rồi, phát đấy Iheanacho có lẽ là sẽ ghi bàn rồi. Nhưng mà hơi chưa nhạy cảm cho lắm mấy cái chân phải. Chân phải, cái khả năng phản xạ bị chân phải nó hơi kém. Độ chính xác của chân phải nó cũng rất là kém. Chuyền với sút đều nó không có độ chính xác cao. Em phải thông cảm cho Iheanacho. Đóng chân trái nó căng lắm. Đóng chân trái nó toàn là rách lưới không ạ? Hiệp 2 thì chắc chắn sẽ dễ thở hơn rồi. Chúng ta có bàn thắng, chúng ta có Iheanacho đang phong độ khá là cao. Ngoài ra còn có Ronaldo nữa thì đỡ làm sao. Đây rồi anh ơi. Ôi giời, hơi phí. Việt vị. À đâu lỗi à, tìm mặt lỗi mình. Rồi, Tierney đang có bóng. Tierney rất khỏe. Tạt vào đây, Ronaldo. Ui giời, Ronaldo ơi. Quả đấy sao đánh được ra ngoài được nhở? À, nó xoáy quá, nó đánh được ra ngoài. Wow, quả đấy là mình nghĩ là phải là ăn chặt rồi, 100% rồi. Khá đáng tiếc cho Ronaldo và Tierney. Không có một pha kiến tạo nữa từ vị trí của Tierney. Rồi, khỏe lên, ok. Xem nào, xuống dưới là có này. Ui giời ơi, xử lý hơi rườm rà. Iniesta cướp được bóng. Suarez. Đã là Suarez. Pedro rất hay, ui rất tiếc cho team bạn. Pedro rất hay nhưng mà chưa có bàn thắng. Pha xuống rất nhanh. Chưa phải cơ rất nhanh nhưng mà không thể qua được Ospina. Lại vì vị ấy. Cái gì vậy? Ok, thì lúc này thì mình nghĩ là sẽ tung Lacazette vào đi. Lacazette này xem nào. Thế thôi nhỉ, Lacazette vào thôi.
Lacazette đá rất tốt, khả năng về truyền, về che chắn khá là ổn của Lacazette. Cũng là một cầu thủ rất dễ đá. Đây rồi, thì bạn hơi cuốn vào đôi nối cướp được bóng rồi. Pha này chúng ta sẽ cố gắng để cho Iheanacho ghi bàn nhé. À, anh mời cho sơi luôn này, Iheanacho cố gắng để dứt điểm rất đơn giản, chạm rất nhẹ vào chân phải. Cũng may là vào đây mà chân phải mà ra ngoài thì nghĩ là video này chắc là không thể lên được đâu. Ok, John Cruyff hợp lý. Dani Alves hay quá, nhưng mà bài thì hay đấy, nhưng mà suy nghĩ thì hay đấy, nhưng mà thực hiện vẫn hơi kém. Rồi Umberto, đây là hợp lý rồi, nhìn nó trộn. Ok, ui giời ơi, quả này hơi bị chậm. Ông Alba, Jordi Alba cướp bóng rất nhanh, vẫn là Jordi Alba. Iniesta đưa đi nhộn. Ui, bắt bài thì không có bắt bài quả đấy à. John Cruyff, Cruyff đấy rồi, ui. Ôi, bắt hay quá. Ospina, quả này Ospina đẩy bóng khá nét. Rồi xuống dưới này, Vieira, ok. Vị trí chắc chắn có người rồi, đền luôn. Lacazette xuống dưới cho Ronaldo. Iheanacho, ui là Việt Vị, tìm bạn cái like cao thế. Like của Coleman siêu cao luôn. Đá toàn Việt Vị này. Rồi phá lên luôn này, cố lên. Lacazette, ok, cơ bóng hay. Iheanacho bình tĩnh này, ok, Lacazette quán pháo rồi. Pha xử lý rất bình tĩnh của Iheanacho. Lacazette chuyền lên cho Ronaldo. Ronaldo, ok, rất đơn giản. Cùng với Iheanacho, Lacazette và Ronaldo, đây là bộ ba mình nghĩ là cũng khá là cháy đấy trong tuần này đấy. À, team bạn thoát à, team bạn thoát thì thôi vậy. Và mình nghĩ đó là cái video ngày hôm nay của chúng ta. Iheanacho thể hiện rất tốt trong cái tuần này, khi phong độ là A, chúng ta có phiên bản Player of the Week rất nhanh, rất bén, chạy chỗ khá là tốt, tốc độ khá là cao, dứt điểm rất cháy bằng chân trái nhưng hơi cùn bằng chân phải. Anh em phải cân nhắc cái việc là chúng ta phải xếp sang điều chỉnh như thế nào trong trận đấu để cho cái chân trái của Iheanacho để phát huy được tác dụng, còn không là hơi phế cho chân phải. Ngoài ra thì phối hợp 1-2 với Iheanacho mình nghĩ là cũng sẽ hơi khó khăn một chút. Chúng ta nên có những cái pha bóng mà cầm Iheanacho hơi chậm nhịp lại một chút, đưa những pha chọc khe, hoặc nếu muốn anh em có thể sử dụng những cái tiền đạo, tiền vệ kiến thiết của mình đưa những đường truyền chọc khe dành cho Iheanacho thoát xuống và ghi bàn. Thì đó sẽ là cái cách để chúng ta chơi Iheanacho khá là hiệu quả trong cái tuần này. Hy vọng vào tuần sau chúng ta vẫn có những cái phiên bản mới hơn của tiền đạo mới, tiền đạo trẻ nữa để chúng ta có thể có cơ hội test những cầu thủ này. Và đừng quên like, subscribe và tiếp tục ủng hộ Tango Games, tham gia vào membership của channel. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.